đổi bên mới chịu à, nằm bên đây không chịu à, đây đổi bên ổng là phải đẩy đèn với nhang bên đây nè. Trời ơi không phải dễ đâu nha, nó đổi rồi đó. Uống nước dừa cũng bự chạy không nổi. Hello, chào cả nhà, chào các anh chị cô bác gần xa trong nước và ngoài nước đến với buổi livestream hôm nay. Giờ giờ sức khỏe dạng sự như ý nha, xin lọc cho mấy anh chị ha. Kinh Đông Lạc này nó chìm dữ lắm nè. Hello, chào cả nhà yêu. Chia sẻ giúp em nha, em xin lọc cho mấy anh chị. Ngày mai là ngày 12 rồi, giờ nãy em để trên kênh là em để lộn hay sao ta? Ngày 12 mới đúng không, nãy em để ngày mấy ở nhà? Nãy ngày 11, ngày 12. Ngày Bính Ngọ nha mấy anh chị, ngày Bính Ngọ. Để nữa em đổi lại. Ngày 11 like thì ngày 11 mà sinh lộc sinh cho ngày 12. Chào em Kim Huệ, chào Phạm Hằng, chào Lê Giang, chào Lê Diệp. Chào Trần Thị Ngọc Sinh. Chào Trương Hồng Duyên. Chào Nguyễn Văn Dũng, anh cô đơn. Chào Quỳnh Di. Chào Trần Văn Hiền, chào Thanh Thảo. Ôi gà. Chào Nguyễn Thanh. Chào Nguyễn Linh. Ăn gà xỉu luôn. Tôi nói rồi, thỉnh gà đi. Đó, thỉnh gà đi. Cỡ đó là ngày mai đi gặp đi gà nữa lại cho em. Ngày mai đi gà 68 nhiều được nè. Đi gà 68, 86 là đi được nè. Đi Vĩnh Long với Trà Vinh nha. Chào em Phương Trang. Tháng này nói chung là mấy chị tài lộc rất là cao, mấy chị chơi thì ăn chứ không có thua. Gà quá trời, em không hốt được, em buồn quá. Mấy người bữa nay gì chứ sàn sàn mấy người tỉnh gà bữa nay hả? Cái chị kia là mười mấy cả chục con rồi đó. Ôi trời, bữa nay bà tỉnh hồ lô với gà mấy chị. Cô ơi cho con hỏi, sữa non người ốm yếu dùng có tốt không? Trời ơi, đó là để tăng cân người ốm yếu á, Ngọc Trang ơi. Nó tới 250 khoáng chất rồi. Em là em nói chung ra mình ở bên đây mình biết em toàn là xài những cái sữa hay những cái thuốc nè. Toàn là nó theo cái khí hậu của Việt Nam mình không à. Trời em tắm đêm dữ lắm cả nhà. Em không nhờ ba có thuốc khỏi đó ha, là tôi nói mấy chị là tôi khỏi làm ăn luôn. Giữa quyền ngày nay có ăn được con gà không, giữa quyền? Kỷ tỵ bữa nay hả? Kỷ tỵ bữa nay là cái ngày còn cho số cực, có số cho số luôn mà mới chơi sao? Bữa nay em ăn gà chứ không. Đúng rồi, trời trời khủng luôn á. Chào Lệ Thắng, gà đẻ trứng vàng mà đúng không?
lên view đi cho anh chia sẻ cho em đi, nhớ là ngày mai up bài qua bên lên trên live ông Lặc mà quên nữa, ngày mai em bóp up cho, tối nay em xin em bóp cho, em đốt nhang này rồi em sẽ đốt nhang ông Lặc cho. Đúng rồi Quỳnh Thu, em có một kiện túi cao cấp về, túi cao cấp về nhưng mới chế 3,5 triệu là thấp nhất, không có túi túi thường. Em mới về một con 5,2 triệu nữa, con này em đem ra ngoài để trong đây nó hầm, em là ai không xài thì em Hồng sẽ xài con này 5,2 triệu, 5,2 triệu con này còn bill nó cả chục triệu nữa, thích gì là nó cũng là 7,9 triệu, thì để em Hồng xài con 3 triệu mấy Vy lấy rồi, cái này xài nó không có kén tuổi tác gì hết á mấy chị, năm cái tuổi tác gì trơn nha, xài là ok. Sữa hả? 600.000 lon con, 6 1 ly trừ 1 ly, hỏi anh á, hỏi anh đi lại chỗ khách sạn, cái khách sạn có chế ngủ ở lại đó, nhà trọ Thì Dung á, cưng điện hỏi anh, ngày mai điện hỏi anh này ghi ra. Sữa non 600, cảm ơn em Kim Huệ. Cho pha 2 ly chế nước hơi ấm nha chế, chế Phượng nước hơi ấm xíu, nó không có chột bụng, không có khó tiêu gì hết chứ đừng lo, nước pha ấm ấm chế, cái ly mình uống cà phê đó chứ, pha 2 phần ly 2 muỗng chế, trong đó có muỗng sẵn đó. Dần thì năm tới đối mặt, nhưng năm nay thì không kỵ, xui thì nó tùy theo tháng thôi chứ không phải cái tuổi nào cũng xui, nhưng mà thường xui thì cái tuổi tứ hành xung thì nó sẽ bị xui ạ. Năm nay và dậu rồi cũng không có kỵ hết rồi, tháng rồi 2 đứa te tua ăn thôi, cái tháng nữa, cái tháng là cái năm, không có tháng nào nó xấu bằng cái tháng 2, tai ương đã ốm bệnh hoạn tùm lum, tháng này đỡ chờ đầu tháng tới giờ em nói hả, cá mắm mà chị ăn cũng từ lừa hết. Chào Phạm Thị Nơi, cái này bữa nay đi ngủ hay sao vậy rồi, nhà con đi 7 người à? Đi cho vui, đi cho nhiều, đặt con heo nhiều xíu ở lại ăn tối cúng nước hoa cho nó vui. Nhà con đi 7 người. Ừ. Em xem về cái gì Lâm Siêu, cứ nghĩ dần là năm tới là năm tứ hành xung rồi em, tí thì năm nay tam tay chót nên hai vợ chồng làm thì phải chọn cái ngày cái giờ, nếu không là tiền bạc khó khăn ha. Chào Thanh Thảo, ok Ngọc Lan, chào Chi, chào Trần Thị Gái. Mẹ ruột mẹ chồng đi luôn hả? Được, mẹ chồng đi luôn. Thì khách sạn chỗ nhà trọ thì rồi thì con biết rồi đó, lại đó. Đinh Mùi cái tháng này tháng kỵ mà đỡ á, Quỳnh Hương. Tại vì cái tháng này tháng kỵ nhưng mà mình thì mình Mệnh Thủy mà nó đi về cái tháng Mộc thì nó đỡ hơn là rất là nhiều, mà tháng rồi thường thường người ta bị là can chi, người ta thà làm địa chi người ta khắc mà ta không sợ, tôi sợ can chi vậy, thì can chi nó chiếu gì có mệnh á, như tháng rồi đó là ai mệnh kim mệnh quả đúng không, rất mệnh mệnh kim mệnh thủy rất là khó, nhưng mà tháng này nó đi mệnh mộc thì nó bình hòa, nó bình hòa nha, mạng thổ thì nó tương sinh, mạng thủy thì ok, tháng này được, nói chung là tháng này là được hết rồi, đầu tháng tới giờ cái gì chị thấy cũng suôn sẻ hết, cúng rồi thấy cho khách nó cũng đỡ luôn,
Điện đặt phòng rồi hả? Nó nhanh hơn tôi. Năm nay tháng 10, năm 10 mà con. Năm nay con tứ hành xung mà, nhưng mà con mang chữ Tân thì nó sẽ khó hơn. Năm nay những người mang chữ Tân nó sẽ khó hơn nhiều. Khó hơn chữ Ất. Ất nó khắc mà nó nhẹ. Bà thôi bữa nay sao bà đổi cái gì của bà đổ lè đổ đét vậy? Mạnh thủy tháng rồi trời ơi, đau ốm bệnh hoạn thêm mà những ai mà tam tay chót còn bị dữ nữa. Tháng này nó sẽ tam hợp cho thìn, thân với tý. Đâu có đâu, cô đi chùa con. Định cô mới đây mùng 8 cô đi đình, mùng 8 cô đi về cô cúng sao, cô cúng xả xui luôn nha. Đánh số thua không hả? Sao người ta đánh trúng nè, đánh theo con giáp á. Như bữa nay á, chị cho con giáp trúng hết trơn thấy không? Mình cái ngày xui, thí dụ như cái ngày hôm nay là tôi cho là cái ngày thường đi đứng theo số bà với số sâm. Bây giờ tôi sẽ cho mấy con giáp kỹ hết trơn rồi đó. Thì mình đánh với giúp kỹ là mình ăn hả? Bữa nay chơi gì? Tôi cho 5665 nè. Tôi chơi gì nó quên mất tiêu rồi. Ba bốn con giáp đó. Con giáp mình thường thường mình kỹ, mình đừng có chơi vô số bạ số sâm, mình có con giáp tôi xin đã có hết rồi sao không chơi? Như tuất tôi cho 2882 hay gì á. Bữa nay không phải bữa nay nó hạp cái gì à. Bữa nay nó kỵ nè, nó kỵ dần thân tỵ hợi. Tôi cho qua ra đủ hết trơn mà. Em chào anh Thiện Cầu Tài, chào Nguyễn Nghe, chào Trần Văn Hiền. Nói ai nói chung ra là em cúng về cho khách cũ là nhiều đó, rồi ai muốn cúng cái gì hay là xem kỹ đó, thì vô Zalo anh Thiện nè, đó ổng coi cho. Nói chung là tụi em ít có thời gian nhiều mấy anh chị. Chào Sáu Dũng, chào Thủy Phương. Chế ơi, cho em tên khách sạn với số liên lạc. Em gửi qua Zalo á, cái số của anh á, của Thủy Vương, cái số của anh là cái số giao hàng nó cưng 077 đó. Lên trên đó cưng chở là cưng kêu chở lên khách sạn Thì Dung. Ê, nhà trọ Thì Dung là biết hả? Trời ơi, tưởng cô đi đình, số đình, đi bà đánh số bà. Đi 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 bà là đánh nè. À không gì, 19, 09, 19. À, 29. Còn số bà là 3676. Bữa nay ra tiêu rồi. Khánh Vân, em chào anh Thiện. Con chào chú. Con chào cô, chúc cô dồi dào sức khỏe. Cảm ơn con Nguyễn Mai. Tôi bé có con bé kia ở Nhật nha. Từ hồi nó đau đầu mà nó vô thầy vô tổ tới bây giờ nghe tháng, hình như là một tháng nào nó không quên, một tháng nào mà nó không gửi cúng chị. Nó không gặp em là nó đau đầu nó chết luôn mà. Tới giờ có khi tội nghiệp nhỏ đau đầu có nhỏ điện về vậy đó, mà bởi vì tâm linh cũng thương đi là lay quay cái nó hết à. Khang được chú Thiện bữa tối vui vẻ, chào cô nhiều sức khỏe, cảm ơn con. Chào Hồng dễ thương, cảm ơn Ngọc Như. Rồi lên 500 người coi rất nhanh này, gắn lại bữa nay không biết ngày mai có like hay không nha. Còn kéo nhóm chưa có kéo đâu, mùng 3 mà kéo chi, mùng 4, mùng 6 gì đó rảnh thì kéo, cho không thì upline bình thường hai bên nha. Tới đi em quải dữ lắm mấy anh chị ơi, đi mà em xỉu luôn cái bạch luôn á, thật sự luôn á, lu bu công việc dữ lắm mấy chế. Ngày mai em lai bạc cho mấy chứ, em còn mấy đôi bông đà bạc mới lấy về nè, mà bây giờ không biết làm sao mấy cái sợi dây lấy đây, mấy đôi bông đẹp quá đẹp luôn. Sao con không có kinh nào thầu nhận thông báo hết, tìm mà coi sao kỳ vậy? Cái kinh kinh Đông Lạc này có thông báo không, rồi cái kinh của cô có thông báo không, coi chừng cái số điện thoại của con lúc trước con mở cái tài khoản mà Gmail đó
coi chừng nó bị sói là con không hay á. Cô đây chừa bà. Giờ em chăng chừng chứ à, hình như là thầy bật thông báo hết mà. Có bà con của mình chị, có bà con có mà gồm đốt cám cho mấy chị ha. Chị hả, cái kinh của cô với chú Thiện hay vậy? Rồi cái kinh lớn có bật không? Kinh lớn có bật không? Anh An cưng, anh An không có hả? Sao kỳ vậy? Vậy là để đăng ký lại, có thời gian. Có chị hả? Vậy là do cái Gmail của tụi em rồi đó. Đúng rồi, của chị cũng có đăng ký được nè. Tâm Hằng có kìa. Không có Mai Liên, sao kỳ vậy? Vậy hả? Coi chừng cái đầu con đăng ký lại, con vô con đăng ký lại, con đăng ký nó để chỗ là bật thông báo hết toàn tất cả thông báo đó, con đánh vô cái đó. Em có nhận được. Ừ, để ai có không có thì lên nói cho chị biết là mình vô lại, mình vô chỗ đăng ký cái nó để là nhận tất cả các video từ cái thông báo từ cái video của mình là biết hả? Em đốt cá em cho nha. Trời ơi, đổi chiều á, đổi chiều bên đây thấy sai sai không chịu nha. Cũng nghe giỡn nha, mỗi lần là phải bên đây, cái đèn phải nằm mép bên đây. Trời ơi, phải nằm hướng mặt trời mọc nha mấy chị. Đó. Bà Hồng tào lao lý tiền. Rồi, thấy gì không? Để ta đốt rồi ta tính. Trời ơi, thấy khịa thì tính nó đi, ở đó mà hỏi làm gì? Mẹ ăn no, mẹ không có việc làm đúng không? Cái kinh này tao chửi mày nè. Mày tào lao, mày bùm, mày súc miệng chưa đó? Mày tao bị biết tao tào lao, mày đưa cái mặt chó mày vô đây làm cái gì hả? Mày súc miệng chưa? Kênh này bắt đầu tao chửi mày nè. Mày biết tao tào lao mà mày vô mày coi làm chi đó? Mày súc miệng chưa? Mày chen cái mỏ chó mày vô. Sao mày không kêu bằng con đây, mày kêu bằng bà? Cái xe đụng phải trời đánh mày hả? Mày kêu tao bằng bà làm gì? Kêu bằng con á hay bằng tên á nha? Mày kêu tao bằng con chi uổng vậy, kêu bằng bà chi uổng vậy? Tào lao mà chen cái mặt chó mày vô đây mày coi làm chi? Vô đi, đây nè, bao nhiêu người người ta gửi cho. Kinh kinh bán hàng tao còn nhịn mày, kinh này là tao không có nhịn mày đâu nha. Ừ đó, là tao gửi cho. Trời ơi, lý tiền tên cũng đẹp quá mà mày súc miệng chưa? Súc miệng chưa? Mày đi súc đi. Giờ tao đang like mày, mày biết tao tào lao mày, mày nghe chi vậy? Đút cái mỏ chó mày vô làm chi? Chửi đi chị, em ủng hộ chị. Nó kêu sư phụ á. Tao nói nha, người ta xin là ta xin thần tài thổ địa, còn người ta xin là ta xin Phật không, xin ông Lạc mà xin Quan Âm đó. Ngu nhào vô để làm gì không biết. Ừ, xả xui cho Lý Lý Tiến hay Lý Tiền? Mã Lý Tiến hay Lý Tiền? Lý Tiến hả? Mẹ yên, mẹ yên đi, yên tâm đi. Từ đây về sau hả, tao nói thiệt, tao xin con giáp hả, ngày nào cái like này cũng cho chúng chúng mà không lấy tiền mới ghê.
nha. Ở đây không phải môi mắt sống bằng cái nghề này, nghe chưa? Ừ, gửi cái xui xẻo luôn đi. Trời ơi, có đi chùa Bà không? Dắt theo luôn, đưa mình lên núi Cấm, đưa lên núi Sam luôn, muốn đi núi Cấm thì gửi luôn. Đốt cá không chị? Thì cái tao bằng bà chi vậy? Sao mấy cái tao bằng con á? Hay bằng mày á? Cho trời đánh mày nha. Kệ nó, để vô trong đây nó chửi cho người ta nhìn thấy, chửi không có chết. Ừ, mày kêu con Hồng thì mày gán đi. Ừ, mày nhỏ mày mày hổ mày mất dạy mày trước sau thì tao biết mày là ai rồi. Mày nhỏ mày mất dạy á, thì mày mày gán mày lo đi nha. Tuổi tao là đáng cha đáng mẹ mày mày dám kêu tao như vậy. Mày chắc chắn luôn mày đừng đi ra đường, bảo đảm mày luôn. Em chặn nó rồi, mấy anh chị thấy bên em không có thấy. Cùng điên mà mày đem cái bản mặt tối mày vô đây mày coi. Vô giáo dục. Ngu. Chửi lại nó. Tao nói mày cái kinh kia là cái kinh bán hàng, tao không nói mày cái kinh này mày vô đây. Mất dạy, vô giáo dục. Chửi không biết chửi lại nó. Đúng rồi, vô văn hóa. Không ai chọc phá gì mình. Ừ, chửi người ta mà còn viết sai chữ. Là cái thật cắt hồi chưa đó, hồi chưa em bà già đó nhá không? Bà già đó, bà già mày kêu bà già đó. Nhớ không hướng vô kệ nó, chị biết nó mà, chị là cỡ tuổi tuổi là nếu tính ra là chị là cỡ tuổi cha tuổi mẹ nó rồi, có thể lớn hơn, chị biết nó chứ giờ làm gì nó. Nó mang về hả? Ở đời nó vậy đó, mình không đá động vậy, thấy chưa? Chị nghĩ đi, mình bán hàng cái này mình cũng đâu đá động với đâu đó. Ừ, tao đang xui nè, vô mà lãnh hết cái kinh này cho người ta, nói tao cho mày ra ngoài đồ ôn binh tối ngày á, chui với gầm giường nhà người ta không à, chui với gầm giường nhà người ta, có gì có thì nói không có là thôi, mắc mớ gì, biết chỗ biết bao nhiêu chỗ. Cha mẹ sanh ra người ta kiếm cái chỗ nào á, là để cho nó thanh thản để người ta ngồi cho nó thổi, đi chui với gầm giường nhà người ta không à, cái gì cũng nói được hết trơn á. Hả? Vô cho người ta xả xui. Cái hè đó là sanh ra nó gớt cho cái chỗ gì mà nó ngu dữ gì không biết. Giỏi lắm, ta cho mình nói một vài câu ta ẩn hết thì còn đâu nữa. Đồ âm binh. Cái kinh này mình không có nói cái vụ mà sinh nó thần tài thổ địa, không có tào lao, yên tâm vụ đó đi. Vô là mập mình liền, khỏi nói. Bảo đảm luôn, từ đây mà tới một tuần nữa ha, mày mà đi ra đường ha, mày ta không có rủa nha. Nếu mày đừng có dướng vô, đừng có dướng vô là tình tức sổ mùi hay hoặc là dòng thân tị hợi thì mày đỡ, nếu mày dướng vô ha, tháng này tao bảo đảm mày luôn, xe ăn mày là phải 99%, còn hai là lên máu, hai là mày sẽ bị người ta quánh, bảo đảm mày luôn đó.
nhiêu người đó, người ta thấy người ta ngu hơn mình hay gì? Trời ơi, con sanh ra là cho ăn đồ ngon đồ không mà đồ bổ rồi thôi. Khi mà thôi đầy tháng thì kéo cái bông ngang miệng, con ơi sau này con lớn lên con ăn nói có bông có hoa. Cái này cha mẹ nó cũng cũng lúc là tôi tôi hay là lúc đầu ăn đầy tháng thì cũng chúc cho con mình vậy, mà cái này nó ăn trúng cái gì á, chọc trúng trúng cái chữ trời. Thứ này mà đưa nó lên bàn thờ à, nó được lên bàn củ quyền à, cứ bơ đưa nó đứng đầu đưa nó xuống ống cống á, làm gì được đưa bàn thờ cứng. Loại này đưa xuống ống cống chết đầu thai lên thành con gì? Gà 10k hả? Cỡ cái thỉnh đầu lâu không? Gà 10k. Ừ đúng rồi đó, ăn được, ăn nói dính bông gòn. Con nó dính bông gòn biết nó hiểu từ gì không đó là. Nó chỉ dính bông gòn à, đơn giản nó ăn được, nó hiểu bông gòn là gì. Ông lặt cho con ba. Nếu như cái loại mình biết đầu mặt bây giờ nè, khóa người ta này ha, người ta sẽ tìm ra cái tài khoản của mình, mở cái kinh ra là tên họ gì. Không tin làm thử đi, đi lên ăn nói bậy bạ ha, xúc phạm nhân phẩm người ta nhiều quá, người ta thu thập tin tức nha. Rồi ha, hai là đưa hình ảnh người ta lên mà không có sự đồng ý của người ta thì mập mình nữa. Bây giờ nè, phạm pháp là khó mà trốn thoát á, đừng có bà đặt tới ngày núp lùm đi khỉ người ta. Có ngu cũng ngu vừa vừa ha, điếc á thì cũng phải nghe ghè ghè, nó mù cũng có thấy mờ mờ. Sống trong cái xã hội này là đất nước người ta là có pháp luật nha, đừng có nói tối ngày á đi quậy phá người ta ha, mà người ta không biết mình là ai. Nếu mà tại không lớn chuyện người ta không làm, đưa vô an ninh mạng chừng một chút xíu à, phút 30 giây nó lôi cái đầu ra rồi nha. Cô ơi tỉnh hồ luôn. Lâu lâu luôn ngã mê mở hàng cho cô. 34 hả? Chưa chưa ra tới 34 đâu, chưa hết. Cha ra liền nè, bây giờ từ cái số điện thoại của mình nó đã định danh rồi, thì khi mình mua thì mình phải gửi cái Gmail đó, mình phải mở cái email nó mới ra, mới nó mới lên được cái YouTube hay là cái Zalo đúng không? Mà đi đi chọc phá người ta, đi đi chửi mắng người ta nghe để biết liền hà. Không, trong khi á là thí dụ như em xúc phạm gì tới mấy anh chị mà anh chị nói thì chuyện đó là có chửi qua chửi lại, còn đằng này người ta không gì, người ta ghép mình cho tội quậy phá nha. Lúc đó đừng có khóc mẹ khóc cha, ăn cơm miễn phí à. Thì người ta cái bây giờ cái gì là nhà nước người ta đã quản lý hết rồi, đâu còn cái sim gác như ngày xưa đâu mấy anh chị. Sim gác ngày xưa nó phá người ta tàn canh luôn, bây giờ đâu còn sim gác nữa. Bây giờ mấy anh chị mà đi ra mua một cái sim điện thoại thôi, nó xong hết rồi, nó sẽ định danh xong rồi 2-3 ngày sau nó điện nó xác minh lại. Muốn mở cái Zalo mấy ngày sau nó tiếp tục đó, nó sẽ tiếp tục á là gọi điện cho mấy anh chị có chính xác hay không. Người ta là đã an ninh mình chặt chẽ như vậy mà còn ngu không biết khôn mà còn ấy vô nữa. Có người lụm cái xui cho em rồi, mai hên lại. Chế ơi ừ. Giờ ai đâu có ở đâu ai dám đi quậy phá hay xúc phạm nhân phẩm người khác để làm đâu mấy anh chị. Và cái định danh đó là nó đã mà nắm luôn cái vận mệnh của mình, mà ăn nói khơi khơi gì đó mà chịu nha. Con ba này không biết ba mấy, chờ chị xíu cháy hết rồi chị coi ngày cho. Trong khi người ta không có xúc phạm mình gì, mình tính có làm gì hết trơn á. Lủi cái đầu vô đầu rồi, người một người một người người ta gủa một tiếng thôi là thấy cảm thấy là đi xuống chín tầng địa ngục, mà để cả cộng đồng người ta gủa. Ôi ơi tối ngày á không có việc làm thì đi làm đi, núp ở dưới gầm giường người này tới người kia hà, đi nói này nói kia để làm gì. Dù sao tao cũng ngang hàng với cha mẹ mày nghe, tao tra ra nãy tao biết cái số điện thoại mày rồi, tao biết mày là ai luôn.
Cô ơi, cô dùm con tân 10 mua đất giấy tờ lèn èn vết. Sao con tháng này con chưa kết thúc được đâu con, từ 20 trở lên đường đó đúng rồi đó, vậy đó mà nó vậy đó, lỗi không có đầu óc hay gì á, có chế có lấy đồng bạc nào chứ có moi móc ngàn nào đâu. Còn hả, đi những cái kênh khác hay vô Zalo hả, nó cho số ăn rồi không gửi tiền nhang đèn cho ra ngoài luôn. Nó đợi chứ còn không giữ ý nữa. Nãy giờ em vô sao à? Chửi cho bỏ cái thói vô giáo dục, xúc phạm người ta. Cái số điện thoại mình định danh hết trơn rồi, người ta mở ra định danh hai, người ta mở ra cái mặt mình chà bá trong đó rồi. Bây giờ mua một cái số điện thoại đó, khi mà xác minh cái Zalo, cái tài khoản nó chụp mặt trước mặt sau luôn, cái giấy chứng minh đó, cái giấy giấy căn cước mấy anh chị trốn đường nào. Mà ngu cũng phải phải sáng cái đầu óc ra một xíu nha. Phá phá vài người ta tập, cái số đó cứ dài đi phá người ta, mà phá chừng 3-4 người ta nắm bằng chứng ra đó, ít nhất cũng 7,5 triệu nha. 7,5 triệu là ít nhất nha, để dành tiền ăn đi, để dành tiền mua thuốc uống, đừng đi phá người ta. Tôi nói từ đây tới gầm tao chắc ăn mày luôn, không tới gầm đâu, tao bao mày luôn đó. Mày ở trong nhà đi, một là ra ngoài mày trúng đánh, hai mày tai nạn. Tôi đánh là tôi biết cái số điện thoại của nó rồi mấy anh chị, tôi biết nó nhỏ lớn rồi, tôi biết mà. Tí ngày nào dọn nhà hả? Em tính dọn tháng này hay gì? Tí em dọn ngày thân nè, ngày mai mùng 6 em. Tí em đi ngày thân mùng 6. À, ngày mai là ngày Bính Ngọ nghe. Nó sẽ kỵ cho Mậu Tí, Canh Tí. Ngày mai nó không có sao xấu mấy anh chị nè, khai trương mở cửa hàng là ngày mai được nè, nhưng mà lại là ngày không dông mấy anh chị ơi. Ngày mai nó đi về cái hàng là 5665 nha mấy anh chị. Ngày mai nó đi hàng 6 mà nó đi là 5665 nha, nó đi chiều đó đó, 5665. Cái hướng đi nó giống như bữa nay vậy đó mấy chế, nó không có đi thẳng hướng nào hết, nhưng mà bữa nay thì khả năng ngày mai cái khả năng là nó đi AB không cao đâu nha. Để tối nay em cơm xin số con giáp cho. Ăn gà, ngày mai em đi gà 68. Đúng rồi, cười chửi sao ngộ quá, người ta chửi cái kêu cười chửi kệ gì mà kệ gì mà kệ, thấy nó chửi chưa? Cái này không chửi nó là nó không sáng ra, biết nãy em tra ra rồi, tại vì cái iPhone 13 đánh ra vô cái kinh của nó lập ngày nào là mình biết họ, mình tra ra là mình biết luôn. Cái số chứng minh cái ngày nó mở rồi là biết rồi, nó tại vì định danh nó rồi. Nó còn nhỏ mà. Tôi là cỡ đáng tuổi cha mẹ nó đó, tôi nhìn thấy tôi biết. Cái hướng nó đi lung tung lắm. Nha, ngày mai các thần thì nói chung ra ngày mai mình chỉ đi giao dịch rồi thôi. Nói về hay là san lấp mặt bằng hay là tuyển nhân sự, nói chung là về công việc nhiều chứ tài lộc thì nó ít, nhưng mà nói về công việc ngày mai là nó sẽ mỹ mãn cho những ai mệnh thủy nè. Mỹ mãn nha, mệnh kim là mình sẽ mỹ mãn, nhưng mà mệnh thổ thì được, nhưng mà mệnh quả thì hơi dở. Trời, chị chơi cỡ cha ra là chị cỡ tuổi má nó luôn rồi chứ nhỏ gì. Kêu bà Hồng nó, cái em không nghe à? Chị biết nó mà, nó biết chị mà, không lạ đâu. Nó biết chị không phải lạ. Nói chung là trên kinh là bình thường, như mấy anh chị gì đâu có ai mà khịa em, chị nói biết em. Biết chứ, biết mà không dám đầu mặt, mà biết không dám đầu mặt mà sau lưng thì suốt đời vẫn sau lưng người ta. Tánh em là thẳng thắn à mấy anh chị, cái người đó em ghét hay là không, thí dụ em không thích là em sẽ nói thẳng, hay là em rút lui không chơi. Còn cái chuyện trên mạng đừng nghĩ mình nói người ta không biết mình là ai, biết hết á. Một cái chuyện không đáng người ta không có nói. Nhưng mà đi mà cái sống thì có lối vô 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 giáo dục để làm gì, tội nghiệp cha mẹ mình. Vậy là được rồi. À, thường thường ta nói là để đức cho ai, để đức cho con. Mà lỗi bay lớn mà nó đã mất đức rồi thì chừng nào nó có đức đây. Nói chung là vậy. Rồi để tối em xin 12 con giáp cho.
Ngày mai là cái ngày kim thần thất sát nè, khó nha. Nói chung là vậy, khó về buổi chiều miền Nam đi nhẹ nhẹ thôi. Ngày mai khả năng nó đi, nó ăn miền miền Bắc cao hơn đó chị. Ngày mai là nói chung là tài không có cao đâu, nó vừa đi theo con giáp mình ăn. Thí dụ bữa nay tuổi Thân chị cho cái gì, ngày mai ôm lại mình đánh dít vậy đó. Thường thường mình bữa nay là cho dần Thân tị hợi phải không, mà nếu bữa nay mình không ra số không ra bữa nay cho gì mình cứ đánh lại mời mình ăn à, nó vậy đó. Chào em Kim Lý, hàng năm hàng sáu á, 6 5 5 6 đẹp rồi. Ông lật cho con 32, tàu lật 32 nhìn kỹ nha. Cái nhà tôi thờ bao nhiêu vị Phật ở đây mấy chị, thường thường không ai mà đi xin cái gì mà Phật hết, nhưng mà em xin được. Cái thứ hai nữa, em cũng không có xin ở tài địa nha mấy anh chị, thì em để ở đâu thì em xin thì em nói của người đó, nó chỉ vậy thôi. Bình thường không có chỗ chui, giờ chui vô cho người ta chửi cho khổ nè. Lý Tuyền hầm cầu đó kha kha, ok. Nga Nga đẹp gái đó, đúng gì tôi phải tặng hoa hồng rồi đúng không? Rồi 32, 32 kèm 82 cho tôi nha. Trời ơi, đó là con 82 nó phải dính anh chị. Ủa chưa ra đi lại. Đi lại em, ngày mai em phải gấp. Nói một câu nói là người ta ok hết. Rồi bye bye cả nhà ha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Ngày tối nay em coi con giáp với ngày mai em tranh thủ em có like sớm, em like cho mấy chị ha. Like sớm em like cho mấy chị, còn không thì em gấp công chuyện quá là không like nha, mà chắc không phải like xíu. Rồi bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Bữa nay em mơ thấy con ngựa đó chị. Chị hả, thấy ngựa hả? Đúng rồi. Chúc cả nhà ngủ ngon.